Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng Tạo Olympus. Vài tháng rồi mình chưa có nhiều thời gian để ra video ấy. Hôm nay mình đã thu xếp được thời gian và mình sẽ chia sẻ với các bạn một mẹo nhỏ trong phần mềm Photoshop các bạn nhé. Đó chính là chúng ta sẽ có thể là từ một đối tượng bất kỳ, có thể là một hình ảnh hoặc có thể là một vector minh họa, chúng ta có thể tạo được những cái mẫu pattern đẹp và độc đáo theo ý muốn của chúng ta. Trước kia thì mình có tạo ở trong Illustrator rồi, nhưng mà do là có một số bạn inbox cho mình muốn mình chia sẻ cái cách ở trong Photoshop, thì hôm nay mình nhân tiện thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn nhé. Cái cách làm thì nó cũng không khó, nhưng mà cái ứng dụng của nó thì lại cực kỳ là nhiều. Những bạn nào mà chuyên về cái mảng như là thiết kế để in chăn ga gối đệm hoặc là những cái sản phẩm liên quan đến quà tặng thì chắc chắn là các bạn sẽ phải sử dụng các cái thủ thuật này rất là nhiều. Và mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên, ví dụ như là bạn muốn tạo một cái mẫu pattern từ một đối tượng, ví dụ như là cái mẫu này chẳng hạn. Trước hết là các bạn phải xem cái kích thước của nó. Control and E, mình phải kiểm tra xem là cái kích thước của nó là to hay là nhỏ. Ở đây thì cái mẫu pattern của mình nó đang là 42 cm. Thực ra thì cái kích thước này rất là lớn đó các bạn. Các bạn hãy để về cho mình khoảng là 10 thôi. Rồi ấn OK. Đến đây thì là mình sẽ chỉ cần là vào phần Edit này, sau đấy là phần Define Pattern, có nghĩa là chúng ta sẽ khái niệm tạo một cái định nghĩa cho cái pattern này. Mình sẽ để là panda thôi. Tên của cái pattern này sẽ là panda, và các bạn hãy nhớ cái tên của nó giúp mình nhá. Ấn OK này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ Ctrl N. Chúng ta sẽ tạo một cái file mới đi. Ở đây mình sẽ tạo thử một cái file mới kích thước khá là lớn, hơn 2000 pixel. Và bây giờ là chúng ta có thể sử dụng cái mẫu pattern mà chúng ta vừa mới tạo, xem là nó như thế nào các bạn nhé. Các bạn hãy vào cho mình cái phần Edit này, vào phần Fill, chúng ta sẽ đổ nền cho nó bằng cái phím tắt là Shift F5. Các bạn click vào đây. Ở đây thì các bạn có thể bỏ cái phần Script đi, chúng ta sẽ chọn vào cái phần Pattern ở cái chỗ Content. Chúng ta sẽ đổ thử xem cái mẫu pattern này như nào nhé. Thì cái mẫu pattern này á, nó sẽ chạy theo cái nguyên lý, đó chính là nó sẽ lấy cái pattern mẫu chúng ta đã định nghĩa nó ở cái bước trước đấy, nó sẽ tự động cách đều nhau trên dưới trái phải các cái đối tượng theo cái kích thước mà chúng ta đã đặt ban đầu. OK nhé. Ctrl Z lại. Bây giờ chúng ta sẽ thử những cái cách làm khác xem nó có độc đáo hơn không. Các bạn hãy vào lại cho mình cái phần Edit và phần Fill, sau đấy là click vào Script cho mình. Ở đây các bạn có rất nhiều cái sự lựa chọn, có thể là một vài trong các cái số này nó sẽ là nhiều cách hay ho, nhưng mình sẽ chọn ở cái phần Random. Ở cái phần này nó sẽ chọn một cách ngẫu nhiên các cái đối tượng là các cái bé gấu trúc đấy, nó sẽ được sắp xếp một cách tự nhiên nhất. Sau đó thì các bạn ấn vào OK giúp mình. Đây là một cái bảng mà mình nghĩ là mình sẽ phải nói nhiều hơn một chút để cho các bạn hiểu. Ở đây thì các bạn muốn biết nó là cái gì thì rất là đơn giản. Các bạn có thể thay đổi cái phần thông số của nó, thì chúng ta sẽ nhìn ra là cái vấn đề là cái này nó sử dụng để làm gì, nếu như chúng ta không biết về tiếng Anh, đúng không? Mình sẽ giải thích một chút. Cái phần density á, nó chính là cái phần mật độ. Nếu như các bạn muốn chúng ta phủ kín cái bề mặt nền của chúng ta thì các bạn phải đẩy cho mình cái thông số là cao nhất. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy các cái đối tượng của chúng ta nó sẽ rất là nhỏ. Tại sao nó lại nhỏ như vậy? Tại vì các bạn nhìn ở đây cái phần minimum scale và cái phần maximum scale. Ở đây nó có hai cái nhá. Cái phần minimum có nghĩa là cái size mà nhỏ nhất tỷ lệ với cái đối tượng đầu tiên. Các bạn nhìn này, nếu như các bạn càng cho lớn hơn á, thì các bạn sẽ thấy là cái đối tượng của chúng ta nó sẽ càng lớn dần lên. Còn cái phần maximum á, cái phần bổ sung của nó cao nhất là gì và thấp nhất là gì, và nó sẽ tạo ra những cái đối tượng trung gian để nó sẽ lấp đầy cái phần nền của chúng ta. Và các bạn muốn làm ví dụ như là nếu như các đối tượng này không có cái sự chênh lệch về cái kích thước, thì các bạn hãy đặt cho mình cái thông số là minimum và maximum scale này với một cái thông số bằng nhau. Ví dụ 1 của minimum thì cũng bằng 1 của maximum các bạn nhé. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là các cái đối tượng của chúng ta sẽ có cái kích thước
bằng nhau. Còn nếu như cái phần maximum mà lớn á thì các bạn sẽ nhìn thấy là các cái hình lớn sẽ xen kẽ các cái hình nhỏ, và các bạn sẽ thấy là cái sự chênh lệch của nó theo đúng cái tỷ lệ 1:1:4. Các bạn để ý giúp mình. Ở đây mình sẽ để bằng nhau cho nó đẹp nhé. Ở cái phần rotate này thì các bạn để ý giúp mình là như sau. Nếu như các bạn không chọn vào cái phần rotate, có nghĩa là cái phần đối tượng của chúng ta nó sẽ không thay đổi gì về các cái góc xoay. Có nghĩa là nếu mà nó đứng chính diện đó, thì nó vẫn cứ là như vậy thôi, nó chỉ là nhân bản ra với các cái tỷ lệ kích thước bằng nhau. Còn nếu như các bạn click chọn vào cái phần rotate pattern này thì nó sẽ xoay cho chúng ta một cái góc, các cái góc ngẫu nhiên, và các bạn sẽ nhìn thấy ở trên cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ view cho chúng ta nhìn thấy là nó sẽ là những cái đối tượng xen kẽ với những kích thước bằng nhau và các cái góc quay khác nhau. Và ở đây chúng ta để cái phần density là cái kích thước lớn nhất thì chúng sẽ phủ kín, sau đó các bạn hãy ấn OK. Và còn cái phần ánh sáng này thì mình cũng không quan tâm lắm đâu nhá, mình kệ thôi, OK giúp mình đó. Và các bạn nhìn thấy không, vậy là chúng ta đã có một cái mẫu pattern nó rất là rực rỡ đúng không nào. Và các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn đi mua các cái giấy bọc quà ấy, thì các bạn sẽ thấy là người ta sử dụng rất là nhiều các cái họa tiết. Và đây là một trong những cái cách mà các cái mẫu giấy bọc quà họ rất là hay dùng, cụ thể là những cái người thiết kế họ hay sử dụng thôi. Và mình có lấy một vài các cái ứng dụng của nó, mình có thể ghép nó vào trong những cái phần giấy bọc quà hoặc là bao bì túi hoặc là bất kỳ một cái sản phẩm nào mà phù hợp thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách làm như vậy. Rồi, và nội dung của mình cũng chỉ có như vậy thôi. Bạn nào yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nhé. Nhớ đăng ký cả kênh Olin Design giúp mình nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nha.